Rồi em chào bà con nhân nay ngày 9 tháng 4 2024 ha. Nay em lên số máy kìa. Có rồi dòng rẻ có dòng cao có ha. Rồi ai ủng hộ em thì mua ủng hộ ha. Cây 485 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nhân học online tốt, Android nó là 6 chấm. Em bán 350, cây này xài được hai sim 4G nhân rin nguyên cây luôn. Cây này 485 mã số 485 nha, rin nguyên cây luôn, xài được hai sim luôn. Em tải sẵn ứng dụng sẵn hết rồi. Bây giờ bỏ sim nghe gọi thôi là cũng lời nữa ha. Đó, tải sẵn hết rồi. Máy móc ok full chức năng nha. Đó. Rồi cây 485 nè, 350. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc được 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì em gửi mã qua chuyển khoản. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, sau đó điện cho em ha. Đọc mã cạc, đọc địa chỉ, đọc tên, đọc đọc tên ha. Em ship tới chỗ cho kiểm tra hàng ha. 350 thì trừ tiền cọc ra ha. 485 cây đó cây màu hồng, còn cây này cây màu vàng nè. 486 nha, Galaxy Z2 Prime học online tốt, Android 6 chấm luôn. Cây này em cũng bán 350 nhân xài được hai sim 4G luôn, mã số là 486 luôn. Máy móc riêng nguyên cây màu vàng em có hai cây ha. Máy móc là em tải sẵn ứng dụng một nùi vô ứng dụng luôn cho bà con xài ha. Về bà con không biết cải rồi gắn này gắn kia tùm lum tùm la em tải sẵn rồi. Đó, chỉ cần đút sim vô nghe gọi mắt mở wifi lên lụm ha, mã số là 486 nha, 350 nha. 487 nè, 487 là no 2 nha, no 2 gam 2 bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này cũng xài được hai sim luôn nha, em bán 400 nha, rin nguyên cây full chức năng, rin nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc rin đồng bộ, rin hết toàn bộ luôn đó. Rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, xài được hai sim luôn, 487 nhân 400k thôi. Máy móc này thì em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Rồi, máy móc ok luôn ha. Tại lần này phải vút từ đây vút lên nó lên. Đó, Nokia 2 nha. Rồi, 400k, mã số là 487 nha. Rồi cái 488 nè, cái Huawei U202 nha. Huawei U02 RAM 2. Bộ nhớ 16 Android 5 chấm, cây này em bán 402 ha, máy móc ok full chức năng, rin nguyên cây luôn. Cây này thì em bán 400 nha. Đó, mã số là 488 nha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng cho bà con, một nồi ứng dụng luôn ha. Máy thời kỳ mạnh luôn, máy móc ok luôn ha. Rin nguyên cây full chức năng, pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn. Rồi, 400k nha, mã số là 488 nha. Rồi 489 nè, cây này Galaxy Z500 nha, cây này học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, rin nguyên cây full chức năng. Cây này của thằng Sam ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Mã số là 489 nha, xài được hai sim, rin màn hình rin men rin rin hết. Rin toàn bộ luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Đây, máy móc bây giờ em test kỹ em tải sẵn ứng dụng hết cho bà con nữa ha. Chơi những cái game mà em tải về không cũng lời nữa, bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Có 450 à, mã số là 489 ha, 489 ha. Rồi 490 nè, cây này cây Redmi 37A, Redmi 7A tiếng Anh, cây này RAM của nó tiếng Anh. Còn xài tất cả ứng dụng là tiếng Việt. RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm. Cây này em bán 500k ha, xài được hai sim, pin thì tốt lắm, pin trâu như con bò. Nó mạnh lắm nha, mã số là 490 nha. Đó, màn hình nó đẹp, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn, màn hình đẹp kênh luôn ha. Đó, những ứng dụng mà em tải vô tiếng Việt ha, còn mà ở trên cài đặt thì tiếng Anh ha. Đó, rin nguyên cây full chức năng, chạy nó là 8 nhân chạy không thấy đường, rồi rất là mạnh mẽ, xài được hai sim luôn. Mã số là 490 nha, 500k ha. Rồi 491 nè, cây này cây Galaxy A01 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 32 nha, Android nó 10 chấm, pin thì tốt lắm, trâu như con bò, Android nó rất là cao. Em bán 550 nha, 550 luôn, mã số là 491, pin thì rất là trâu như con bò luôn, cây này pin trâu lắm. Đó, màn hình cũng đẹp, tải sẵn ứng dụng luôn, đó, tải sẵn ứng dụng nè, đó, pin thì tốt lắm, đã lắm nha, bỏ sim nghe gọi được hai sim luôn. Rồi cây này 550 nha, mã số là 491 nha, màu đen nha, của quần Sam nha. Của ông bồ nè, cây này cây cây A3S nha, bồ A3S nha, cây RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này em bán 550 bự tổ bự nái luôn. Máy móc ok luôn, 550 nhưng mã số là 492 nha. Cây này xài được hai sim luôn, rin nguyên cây luôn. Máy móc rin hết.
Rồi máy móc nè, tải sẵn ứng dụng một nùi ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng một nùi luôn. Máy chạy không thấy đường. Màn hình gọi là tay thỏ ha. Của ông bồ luôn, cây này tên là A3S nha. Nó 550 luôn, mã số là 492 nha. Rồi em có cây Note 6 nè, Note 6 nha, chứ không phải thường nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm, xài được 2 SIM, 1 thẻ nhớ nha. Cây này em bán 700, mã số là 493, riêng nguyên cây full chức năng của Note 6 nha. Máy móc ok luôn. Cũng tải sẵn ứng dụng hết cho bà con luôn. Tải sẵn hết. Nút home trên nút home thì có găng tay nha, cảm ứng thì ok full hết luôn nha. Nó pin thì tốt lắm. Máy cũng cùi cùi bự tổ nái bự ha, em làm mới bằng tay em coi ha, nó cũng bự nha. Đó, máy móc ok luôn. Cây này 700 nha, mã số là 493, 700 là do RAM 3 bộ nhớ 32 nha, Android 9 chấm nha. 493 nha. Rồi cây 494 nè, 494 là cây Oppo F5i, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, cây này em bán 600 nha. Có găng tay một chạm luôn. Máy móc ok luôn, full chức năng. 600k thôi có một cây RAM 3 bộ nhớ 32 của bồ luôn nha. Mã số là 494 nha. Đó em tải sẵn ứng dụng luôn, nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok, xài được 2 SIM luôn. 494 nha, 600k ha. Rồi cái 495 nè, cây Sony G3416 nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này em bán 650, sạc đuôi tai si. Nó pin nó trâu lắm, găng tay trên nút nút home ha, găng tay trên nút home. Máy móc ok luôn ha, xài được 2 SIM luôn. Đó, đẹp ken luôn, pin thì tốt lắm, sạc đuôi tai si. Tải sẵn ứng dụng sẵn à, riêng nguyên cây full chức năng luôn, pin trâu lắm. Rồi cây này em bán 650 nha, mã số là 495. Đó, máy móc ok luôn ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc cái cạc 100 thì em bao ship nha. 495 giá 650 nha. Rồi 496 là cây Nokia 3.2, 3.2 32.3. Nokia 32.3, hai camera kép nè. Pin thì trâu như con bò, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 11 chấm. Cây này em bán 700 nha. Mã số là 496 nha, 2 SIM. Máy móc ok, riêng nguyên cây luôn. Đó, riêng nguyên cây luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Nó tải sẵn luôn nè. Màn hình này gọi là giọt nước nha. Màn hình đẹp luôn, máy móc ok luôn ha. Nó vỏ thì cũ 5 tháng, bán có 700 là RAM 3 cũng nhớ 32 cũng nô luôn ha, bự luôn nha. 496 nha, 496 700k ha. Rồi cái 497 nè, cây này cây Galaxy J7 Prime nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán có 700, mã số là 497 nha. J7 Prime RAM 3 nha, của thằng Sam á. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho một con luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn, chạy không thấy đường luôn. Cây này thì 2 SIM, 1 thẻ nhớ nha, 70k, mã số là 497 nha. Rồi cây 498 là cây này cây Galaxy A6 nha. A6 thì găng tay nằm đây ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này của Hùng Sam ha. Em bán là 750, mã số là 498 nha. Màu xanh ha, đẹp ha. Nó tải cũng tải sẵn ứng dụng cho bà con hết luôn ha. Pin thì tốt lắm, xài được 2 SIM luôn. Máy móc ok luôn ha. Nó tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây này full chức năng ha. Cây này em bán là 750, mã số là 498 nha. Rồi cây 499 nè, em có cây Galaxy S6 nha. S6 luôn, sạc không dây, có sạc không dây đo nhịp tim nè. Mà kính kính hết toàn bộ luôn, màn hình Super AMOLED nha, găng tay trên nút home. Máy còn đẹp ken spec luôn ha. Có kính luôn nha, nó màn hình nè. Em tải sẵn cho bà con luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn trò chơi hết luôn, máy móc ok có sẵn hết. Rồi cây này máy móc ok luôn ha, em bán 800 nha. RAM 3, bộ nhớ 64, Android 7 chấm nha. Cây này RAM 3 mà muốn nhớ 64 mình rồi 7 chấm, em bán 800 nha, chưa đủ tiền cái màn hình Super AMOLED này luôn. Màn hình này Super AMOLED nha. Rồi cây này 800k, mã số là 499, có sạc không dây nữa ha. Có đo nhịp tim nữa ha, máy móc ok luôn ha. 499 nha, 800k.
Rồi cây 500 nè, cây Apple F5 màu đỏ, đẹp ha, màu đỏ đẹp ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha, 800k, có găng tay một chạm luôn ha. Mã số là 500, xài được hai SIM 4G luôn ha. F5 thì mạnh lắm, RAM 4 luôn. RAM 4 bộ nhớ 32 rất là mạnh mẽ, Android nó 7 chấm. Tải hết ứng dụng vào toàn bộ luôn, pin cũng tốt lắm. Rồi, cây này mã số là 4 500 nha, 800k ha. Rồi cây nó màu đỏ thì cây này màu hồng ha, màu hồng màu vàng ha, màu vàng hơi hơi vàng vàng. Mã số là 501 nha, cây này Oppo F5 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Em bán 800 găng tay một chạm ha. Máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Đó em tải sẵn một nùi ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok luôn. Đó. Không lỗi gì hết, full chức năng em test kỹ rồi ha. Rồi 800k nha, mã số là 501 nha, găng tay một chạm luôn. Rồi em có cây Galaxy S8 mặt ti nè, hơi ám, riêng nguyên cây full chức năng. Cây này đó là dành riêng cho lính Mỹ nên nó chống xe tăng, là chống da đập, rồi chống nước, chống này kia, nhưng mà máy này cũ rồi em không biết nha, không đảm bảo ha. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, RAM 4 bộ nhớ 64, Android 8 chấm, RAM 4 luôn, chơi được tất cả các loại game luôn. Găng tay nằm đây nè, cây này đo nhịp tim nè. Sàn đuôi tai si nè. Em bán 800 nhân, mã số là 502 nha. Nó Galaxy Active luôn. Máy móc ok luôn ha. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Tải sẵn một nồi ứng dụng luôn ha. Cảm ứng này kia ok luôn, full cây ha, không lỗi gì hết nha. Máy Active mà. Rồi cây này máy Active luôn, 502 ha, 800k ha. Rồi cây 503 nè. Em còn cây Galaxy S7 Edge nha, cây bị nứt. Nứt nhưng mà không có đốm nha. Cây này RAM 4 bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cái máy này xài được hai SIM. Cây này màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, cây này đi ép kính được luôn, nó không có đốm luôn, máy móc ok luôn ha. Nó không đốm luôn nha, máy nó ok luôn, không ám luôn, không ơ đốm luôn. Nó bị nứt một đường ha, nứt như vậy thôi. Xài mọi chức năng full hết, không lỗi gì hết. Cây này xài được hai SIM nha, hai sim luôn. RAM 4 mua nhớ 32, rồi 8 chấm luôn, em bán 900 nha, mã số là 503 nha, 503 ha. Nó máy ok luôn, chơi được tất cả các loại game luôn, sạc không dây nè, đo nhịp tim nữa ha. Rồi cái 504 nè, Galaxy A6 Plus nha, A6 Plus RAM 4 mua nhớ 32, Android nó là 10 chấm. Cái này em bán 800 nha, camera kép, găng tay một chạm ha. Pin thì trâu lắm, nặng kịch rồi, cứu còn Sam ha. Đó, cây này A6 Plus ha, mã số là 504, có 800k thôi, xài được hai SIM một thẻ nhớ nha, SIM chọc đây ha. Đây em tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi nè, máy rất ok luôn ha, full ha. Rồi 504 nha, Galaxy A6 Plus đó, A6 cộng nha, 800k RAM 4 nha. Rồi 504 nha. Rồi cây 505 ha, cây này cây Galaxy Note 5 nha, Note 5 màu trắng đẹp quá trời luôn, full chức năng luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim nè, có cây viết này nha. Cái màn hình thì Super AMOLED hai cảm ứng ha. Đó, đo găng tay trên nút home ha. Rồi có đo nhịp tim ha. Cây này RAM 4 bộ nhớ 64 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mình rồi 7 chấm luôn. Cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 505 nha. Đó, máy móc ok luôn, màn hình đẹp Kensington luôn nha. Đó, màn hình nè, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, đem kiếm rồi đặt em vô cái màn hình nền trắng cho coi ha. Đây nền trắng nè, đẹp Kensington luôn, không ám ố không gì hết luôn nha, quá đẹp luôn. Cái Note 5 nha, nó màn hình Super AMOLED luôn á, em bán giá 1 triệu nha, mã số là 505 nha, RAM 4 nguồn nhớ 64 nha. Rồi em còn cây Galaxy Note 5 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 506 nha, có sạc không dây, có đo nhịp tim nữa ha. Mà cây viết nè, màn hình Super AMOLED nữa ha. Màn hình cũng đẹp ken luôn ha. Màn hình đẹp ken luôn, không ám ố không gì hết luôn. Nó đẹp ken luôn, em bán giá 1 triệu nha. Mã số là 506 nha. Rồi 507 nè, Galaxy S8 cộng nha, Galaxy S8 cộng của Sam luôn á. Cây này bị nứt nha,
bị nứt màn hình Super AMOLED luôn. Nó RAM 4, mua nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Đó, cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim, có găng tay ha. Em bán trải nghiệm nha. Giá 1,2 triệu thôi, mã số là 507 nha. Cây này thì sạc đuôi tai xi. Cây này thì chơi tất cả các loại game Liên Quân, Nguyên Hoa, bị up được hết luôn. Nên mua cây này về chơi game không cũng lời nữa. Màn hình này không có đốm nha. Có thể đi ép kính được ha. Nó màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Cong luôn nha. Rồi cây này bán giá con 1,2 triệu, mã số là 507, về ép kính không cũng lời nữa ha. Cây này giá thị trường cũng 4-5 triệu á. 507 ha, giá 1,2 triệu nha. S8 cộng. Rồi em có cây Galaxy Note 9 nè, Note 9 của Samsung luôn nha. Đó, cây hãng Samsung luôn ha. Cây này RAM 6 nha, bộ nhớ 128, Android nó 9 chấm. Cây này phiên bản 2 SIM. Đó, 2,3 triệu, em bán 2,3 triệu, mở số là 508 nha. Găng tay một chạm, camera kép, đo nhịp tim, có sạc không dây, có cây viết này có thể điều chỉnh từ xa nha. Thì ai biết cây Note 9 là biết rồi ha. Chứ màn hình cong Super AMOLED. Cây này thì không lỗi gì hết. Đó. Chỉ ám nhẹ nhẹ tí nị ha. Em kiếm cái màn hình trắng cho coi. Kiếm cái ứng dụng nào màn hình trắng đây. Đó, không ám luôn, không ám luôn nha. Ờ máy này không ám ố, không gì hết luôn nha, không đốm, không gì hết luôn nha. Ờ máy full chức năng ok luôn ha. Ô cây này xịn sò luôn bôi. Có cây viết luôn nha. Ờ nắp lưng hơi nứt các bạn chút nha. Có sạc con taxi nha, bán có 2,3 triệu rồi nha. 2,3 triệu, mã số là 508, chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Hai sim luôn. Màn hình đẹp luôn nha. Rồi cái táp nè, cái táp T1 nha, táp. Rồi cái táp T1 nha, cây này bán giải trí nha. Đó, của em bán giải trí 300 nha, mã số là 509A nha, đó. 509A bán có 300 rồi. Cây này xài được hai một sim, hai sim, một thẻ nhớ ha. Có sim đây, có thẻ nhớ đây nè. Em bán có 300 GB, không bể, không đứt, không gì hết luôn. Nút nguồn nằm trên đầu ha. Rồi em tải sẵn một nồi game luôn, chơi game thì cũng lời nữa. Đó có 300K ha. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Nhập wifi này kia, bluetooth đầy đủ ha. Đó. Rồi em bán có 300K cái này ha. Mã số là 509A. Đọc tên đúng đàng hoàng cho em ha. Đọc mã giùm em đúng ha. Rồi 509B, cây này cây táp, cây táp 8 nha, S8, táp S8 nha, cây bán giải trí, Android nó 5 chấm. Cây này em bán là 350 nha, 350 của Sam ha, nứt một đường một. Nứt một đường ha. Cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng nha, 350 thôi, Android 5 chấm luôn. Em bán là giá là 350, mã số là 509B nha. Cây này có một sim nè, một thẻ nhớ ha. Mở màn hình lên em tải full chức năng luôn. Full chức năng green full luôn cho bà con luôn à. Đó, em tải game bổng này kia ok hết luôn ha. Rồi cây này em bán 350 nha, mã số là 509B nha. Rồi cây này là cây cây Tab 8 S8 nha. Cây này bán giải trí Android 5 chấm, cây này em bán 350 luôn. Mã số là 509C nha. 509C ha, xài được một sim nè. Đó. Máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng full chức năng luôn. Rồi ok hết luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, em lộn cây này rồi. Cây 509B nè em lộn rồi. Cây này em bán có 250 rồi nha, em lộn nha. Cây này để em sửa lại 250 nha, 250 bị nứt một đường bán 250 nha. Đó, mã số là 509B nha, 250. Gọi tốt luôn, em bán giá nghe cù bắp. Màn hình Rin, men Rin hết toàn bộ, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng một nùi luôn cho bà con ha, pin cũng tốt lắm. À, bỏ ok luôn ha. Rồi có 300K, mã số là 466 nha, 466 luôn. À, máy móc ok luôn full ha. À, máy móc ok luôn nè, đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc được 100 thì em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel, sau đó cào ra, xong rồi đọc địa chỉ, đọc tên, đọc mã cạc cho em ha. Em ghi lại. Thì cọc qua thì em sẽ trừ ra ha. 300 thì em trừ tiền cạc ra, 100 thì bao ship luôn ha. Còn 200 ha. Rồi mã số là 466 nha.
rồi cái 468 nè, cái Apple Neo 9 nha, Apple Neo 9 bị ám nhẹ màn hình ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Em bán cũng có 350 nha, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Cảm ứng người xài bình thường, full chức năng. À, cảm ứng mượt mà, máy móc ok luôn ha. Rồi máy cũ qua 5 tháng thôi, em bán có 350 rồi nha. Đó, 350 rồi, mã số là 468 nha. Rồi cái 469 nè, cái Apple Neo 9 luôn, bị ám luôn, cũng nhẹ màn hình ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng 350 luôn ha, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng một nồi cho bà con luôn ha. Lo mà chơi luôn, chơi không cũng lời nữa. Nữa, màn hình ok, full chức năng ha. Cảm ứng này kia ok hết, toàn bộ luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng hết rồi, đó, ứng dụng nè, đó, đầy đủ ha. Rồi, cây này em bán 350 nha, mã số là 469 nha, 469 ha. Rồi, 470 nè, em có cây iPhone 5G 16GB. Bán nghe gọi nha, cây này 400 ha, mã số là 470 nha. Cây này thì full chức năng, ai muốn làm gì làm, em muốn tải gì tải ha. Nhưng mà em thì bán nghe gọi nha. Nút home xài bình thường á. Đó, máy có những ứng dụng thẳng trên đây ha. Đó, máy móc ok luôn, 16GB luôn, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, em test sim rồi nha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường hết luôn, cảm ứng bình thường hết, em test rồi hết rồi ha. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 470 nha. Đó, 470 nha, 400k ha. Rồi cái 471 nè, cây Nokia 2.1 nha, 2.1 xài được 2 sim, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 450 nha, mã số là 471 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây, full chức năng luôn. Em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó. Máy chạy cũng tương đối là nhanh nha, máy móc ok luôn ha. Rồi cũ qua 5 tháng chỉ xài rất là bền luôn, không nứt không bể không gì hết luôn. Thằng No.2 ha. Cây này RAM 2 của nhóm 16 luôn, em bán 450 nha, mã số là 471 nha, Android nó 10 chấm luôn nha. Rồi cái 473 nè, cây Redmi 6A nha, cây này RAM 2 của nhóm 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này Android cao quá ha. Mà RAM 2 của nhóm 16 nha, in lộn 26 16 nha. Cây này em bán 550 nha, mã số là 473 nha, 2 sim 4G luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đường cái màn hình riêng riêng nguyên cây luôn, tải sẵn một nồi ứng dụng cho một con ha. Đó, máy móc ok luôn ha, cảm ứng xài bình thường vô tư luôn. Cảm ứng nè, đẹp đã lắm nha. Rồi cây này em bán là 472 nha, bán 550 ha, 473 chứ, 473 nhân 550 ha. Rồi 474 nè, em có cây Galaxy Z5 2016 nha. Đó, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 700. Đây, ở nay em bán có 550 nha. Mã số là 474 nha, xạ 2 sim 4G luôn. Máy cũng còn đẹp ken luôn, rin luôn nha. Rin nguyên cây luôn. Máy móc ok luôn ha. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc nè, pin thì tốt lắm, xạ được 2 sim luôn, 2 sim 4G luôn nha. Rồi 550, mã số là 474 nha. Rồi cái 475, 475 là cây Apple A57 nha, hơi ám nhẹ, rin nguyên cây, full chức năng, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, mã số là 475 nha. Đó, em đã sẵn ứng dụng hết luôn, máy móc ok luôn ha. Đựng cây này RAM 3 nha. Đó, RAM 3 bữa nhớ 32 luôn, bán 600 nha, mã số là 475 nha. Đó, cảm ứng này kia ok hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn ha. Găng tay chân nút home luôn nha, cây này có găng tay nút home luôn. Rồi 475 nha, 600k ha. Rồi cây 476 nè, cây này cây Apple F1 Plus nha, F1 Plus. Cây này RAM 4 bộ nhớ 64, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 700, RAM 4 mua nhớ 64 luôn, em bán có 700 nữa, mã số là 476 nha, rin nguyên cây, full chức năng luôn. Đó, cây này cũng tải sẵn full ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha. Chạy thì RAM 4 thì không thấy nó nói gì rồi, nó chạy không thấy đường luôn, máy móc ok luôn ha.
rồi găng tay cho nút hôm luôn nha. Xài được 2 sim 4G luôn, 700k nha, mã số là 476 nha. Rồi cây 477 nè, cây này cây Asus X00LD, Asus X00LD, RAM 4 vô nhớ 64 luôn, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 700k, mã số là 477 nha, rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Nó xài được 2 sim luôn, rin luôn. Găng tay cũng trên nút hôm luôn. Máy móc mình tải sẵn ứng dụng hết luôn. Máy móc tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 700k nha, mã số là 477 nha. Máy móc ok luôn, RAM 4 của nhớ 64 luôn á. 478 nè, cây này Galaxy J600 nha, J6 nha. Đó, cây này thì full chức năng luôn, em bán có 700k, Android 9.3, bộ nhớ 32 luôn, mã số là 478 nha. Đây em tải sẵn ứng dụng một nồi luôn, đó tải sẵn ứng dụng luôn ha. Cảm ứng thì vô tư, bình thường full. Rồi mã số là 478 nha, 700k ha. Găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G luôn. Rồi cây 479 nè, cây này cây Galaxy A6 Plus nha. Cây này camera kép, găng tay một chạm luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android 10 chấm luôn. Cây này bán 800 nha, mã số là 479 nha, full chức năng luôn. Rồi em tải sẵn một nồi ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, pin tốt lắm. Tại em có nhiều đây ứng dụng nên lướt không được nha, chứ không phải bị cảm không. Cảm ứng ok, full chức năng ha. Rồi máy móc ok luôn, cũng còn đẹp lắm nha. Cây này 800 nha, mã số là 7479 nha. Đó, RAM 4 luôn á. Rồi mà em có cây Note 9 nè, bị đốm, không nứt không bể không gì hết luôn nha, bị đốm miếng nè. Cây này thì Galaxy Note 9 nha, của Sam luôn ha, bả hai camera luôn, găng tay một chạm luôn. Cây này đó, cây này thì RAM 6 nha, bộ nhớ 64 mà rồi nó chín chấm luôn, em bán giá 1.400.000 nha. Màn hình Super OLED công luôn, sạc không dây luôn, có sòng đuôi tai si, xài được 2 sim 1 sim luôn ha. Máy móc ok luôn, cây này đo được nhịp tim, găng tay nằm đây ha. Rồi cây này giá 1.400.000 nha, mã số là 481 nha, 481 ha. Màn hình đẹp Ken Saban luôn, bị đớm miếng nè, đớm miếng chỗ này thôi, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn. Cây này cái Note 9 chứ không phải thường đâu nha, hồi đó xách 20 triệu đi mua, giá 1.400.000 nha, mã số là 481 nha. Rồi cây 450 nè, cây này Galaxy J2 Prime nha. Cây này 2 sim 4G luôn, cây này thì rin nguyên cây full chức năng, không lỗi gì hết, rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn, em tải sẵn ứng dụng một nồi cho bà con luôn. Đó, pin thì tốt ha, bỏ 2 sim 4G luôn. Máy móc ok, đằng trước có đằng LED luôn nè. Đó. Rồi cây này mã số là 450 nha. Cây này em bán có 350 rồi, Android 6 chấm luôn ha. Rồi cây 451 nè, 451 cũng là Galaxy J2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn, em bán 350 luôn, xài được 2 sim 4G luôn, rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, rin nguyên cây và full chức năng, rin nguyên cây luôn, ok luôn. Đó, mua bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 350 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, nếu mà cọc được 100 thì em bao ship nha. Rồi cây này 451 ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel á, sau đó cào ra xong rồi điện cho em ha, đọc mã cạc, đọc số seri, rồi đọc địa chỉ, đọc tên em ship ha. 350 thì em trừ tiền cọc ra ha. Rồi 454 nè, cây này Galaxy J320 nha, J320 rin nguyên cây full chức năng, học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được 2 sim luôn nha. Đó, em bán 450 thôi, mã số là 454 nha, 2 sim 4G luôn nha. Đó, rin nguyên cây, màn hình rin, men rin, rin hết. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, tải sẵn ứng dụng hết cho bà con luôn ha. Máy móc ok, full cây luôn, pin tốt lắm, xài được 2 sim luôn, 450, mã số là 454 nha. Em có cây lâu lắm mới thấy được cây này lợi ha. Cây này tên là Sony G3312 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn.
pin thì trâu lắm, xài cùng đôi tai si luôn. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm, xài được 2 sim luôn nha. Mất cái nắp đậy sim rồi, nhưng mà rút cái lưỡi ra bỏ sim nghe gọi bình thường ha. Lỗ này lỗ thẻ nhớ ha. Đó, cây này nút lớn nút nhỏ nằm đây ha, nút nguồn nằm đây. Rồi cây này em bán 550 nha, 550 thôi, mã số là 455 nha, pin trâu lắm. Sạc con đuôi taxi. Đó, máy móc ok luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi, máy móc ok luôn ha. Đó. Rồi cây này em bán là 550 nhưng mã số là 455 nha, 455 ha. Rồi cây 456 nè, cây này cây Galaxy A5 2016 nha. À, cây này riêng nguyên cây ám nhẹ tí ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó đã 7 chấm luôn. Cây này màn hình Super AMOLED luôn, riêng nguyên cây luôn nha. À, máy móc ok luôn, bán có 600 rồi nha. 600k xài được 2 sim luôn. Mã số là 456 nha. Máy móc ok luôn, full chức năng đẹp lắm nha, màn hình nè. OLED luôn á. À, máy móc ok luôn, còn đẹp màn hình, đẹp Kensington luôn. Ám nhẹ tí nị ha. Không ảnh hưởng gì hết đó. Nhẹ không thấy đường, không thấy luôn ha. Pin thì tốt lắm, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây này bỏ được 2 sim luôn, 600k thôi, mã số là 456 ha. Rồi cây 457 nè, cây Mobitas S2 nha, RAM 3. Còn cây này RAM 3 còn nhớ 32, Android nó là 7 chấm luôn. Vỏ nó hơi xấu qua 5 tháng ha. Em bán giá có 600k ha. 600 nha, pin thì tốt lắm. Mã số là 457 nha. Ồ à, màn hình thì đẹp nha, màn hình đẹp chứ vỏ nó hơi xấu thôi, nhưng mà máy móc xài tốt lắm, pin tốt lắm. Đó, tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn. RAM 3 còn nhớ 32 luôn, Mobitas. Đó. Nó chạy nè. Đã không? Đó, tải một nồi ứng dụng chạy bình thường. Hai sim luôn nha, găng tay một chạm luôn. 600k mã số là 457 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cọc được 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tập quá mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em ha. Rồi 600k mỗi số là 457 ha. Rồi cái 458 nè. Cây này Galaxy Z6 nha. Z6 của thằng Sam ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Đó, găng tay một chạm luôn ha. Pin thì tốt lắm. Cây này em bán 650 thôi, 650 cây Z6 này nha. Mã số là 458 nha. Đó, máy móc ok, tải full ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải một nồi ứng dụng luôn nè. Đó, pin tốt, máy móc ok luôn, camera trước sau ok ha. Rồi 650 mã số là 458 nha. Rồi cây 459 nè, cây này cây Vivo Y55A ha. Cây này nhỏ gọn mà nó rượn cái sức mạnh cao lắm. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm, thì RAM 4 không. Cây này đẹp luôn, em lột keo trước nè, lột keo sau luôn, màn hình đều lột keo hết toàn bộ luôn. À, người ta kỹ lắm, người ta dán hết trơn, nhưng mà em bán rẻ bèo luôn. RAM 4, bộ nhớ 64, em bán có 700 nè, sổ cái này nha. Chứ thường thường RAM 4 em bán 1 triệu á. Rồi mã số là 459 nha. Máy RAM 4, bộ nhớ 64 nó chạy nè. Chạy không thấy đường luôn. Đó, chạy mà phải thắng là bớt, rất là nhanh. Đem cho coi không, nó mất không ấy, bộ lưu trữ đây 64 ha. Rồi máy móc ok full ha. Rồi 700k mã số là 459 nha. Rồi 461 nè, cây này cây Apple F5 nha. Apple F5 thì RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Đó, cây này em bán 800 nha, RAM 4 của Apple của bộ luôn ha. Đó, găng tay một chạm luôn, có găng tay nó đẹp ha, pin thì tốt lắm, máy móc riêng nguyên cây luôn, máy chạy đã lắm, máy móc chạy không thấy đường, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn à. Đó, ứng dụng đã luôn, một nồi ứng dụng luôn, hai sim luôn nha, hai sim luôn, 800k mã số là 461 nhân RAM 4 nha. Rồi cây 462 nè, lâu lắm em có cây Z7 Pro nha. Tại vì cây Z7 Pro này thường giờ người ta kiếm xác không mà không có ai mà lên màn hình đó. Khó lắm, lâu lâu em mới có một cây được. Đó, cây này full chức năng, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, xài được 2 sim, 1 thẻ nhớ ha. Đó, cây này cũng còn đẹp lắm, vỏ ok luôn ha.
Đó, 900k mã số là 462 nha, Z7 Pro ha. Màn hình nó đẹp kênh xe ben lúc đó, điểm ảnh nó cao ha. Máy móc ok, riêng nguyên cây, full chức năng. Rồi, 900k nha, mã số là 462 ha. Rồi 463 nè, em có cây Galaxy S8 Plus. S8 Plus bị nứt nha. Cây này thì của thằng Sam nha. Nó sẽ có sạc không dây nè, đo nhịp tim nữa ha. Ở găng tay một chạm nè. Này là S8 Plus chứ không phải thường nữa ha. Màn hình Super AMOLED. Cây này bị nứt kính nha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 Android 9 chấm luôn. Em bán 900 nha. Mã số là 463 nha. 900k sở hữu cây này ha. Cây này thì đó, cây này thì không bị đốm nha, bị nứt thôi nha. Đó, máy móc ok luôn. Cây này bị ám một tí ha, bị ám nha. Em bán cái men không á, cũng bằng giá. Em bán cái men không cũng nặng. Để về em bán 900 nha, 900 ha. Mà máy móc ok, có sạc không dây, sạc đường đuôi tai xi nữa ha. Mã số là 463 nha. Cây này hai sim luôn nha, đặc biệt cây này hai sim luôn nha. Đó, cây này được cái hai sim luôn. Máy móc ok, có sạc không dây, màn hình Super LED, bị nứt, bị ám ha. 900k, mã số là 463 nha. Rồi cái mã là 425 nè. Cây này cây neo sơn nha, nó full chức năng, nó không lỗi gì hết, riêng nguyên cây luôn. Ở dòng này dòng yếu nên em bán nghe gọi nha, 250 ha. À, máy móc ok luôn ha. Xài được hai sim luôn á. À, máy móc ok, găng tay này là găng tay nào cũng được. Nó dừng bấm vô đó thôi nhảy ha. Máy móc cũng ok, bỏ sim nghe gọi tốt ha, wifi đầy đủ. Rồi 250 nha, bỏ sim nghe gọi không nứt không bể không gì hết luôn ha. Rồi 425 nha, mã số 425 250 ha. Rồi cái 427 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 350, xài được hai sim 4G luôn. Cây này 427 nha. Nó full chức năng mà rin nguyên cây luôn nha. Nó máy móc ok luôn, màn hình rin men rin rin hết. Tải sẵn ứng dụng một nùi cho bà con ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng rồi, pin cũng tốt lắm. À, máy móc ok full ha. Rồi có 350 thôi sở hữu được cây Z2 Prime nha. Đó, 350 mã số là 427 nha. Rồi có 428 nè, cây này cây Nova nha. Nova, cây này bị nứt. À, sim 2 sim 1 thẻ nhớ ha, chọc bên ngoài luôn nha. À, cây này RAM 2 bữa nhớ 16 Android, nó trên núi luôn, Android 9 chấm. Cây này em bán 350 do bị nứt nha, không nứt là em bán 500 rồi. Bị nứt em bán 350, mã số là 428 nha. À, 428 rin nguyên cây luôn, full chức năng luôn, bị nứt thôi nha. Bị nứt chỗ nào em cũng thấy được đây. Nứt con tí nị góc này ha. À, góc nơi đó ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, một nồi ứng dụng luôn, máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. À, máy móc ok luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 428 nha. 429, cây này cây Apple F1S nha. Cây này bị nứt RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm em bán cũng 350 thôi. Bị nứt em bán 350, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn, của một bồ luôn ha. À, mã số là 429 nha, 429. Máy móc ok luôn ha, bị nứt nè. À, cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng. À, cảm ứng thì bị nứt thôi, em bán có 350 thôi. À, bỏ sim vô nghe gọi cũng lời nữa. À, bỏ sim vô cũng lời nữa, cây này màn hình rin luôn, đi ép kính được luôn nha. À, em tải sẵn ứng dụng cho con một nồi luôn nè. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 429 nha. Rồi cây 430 nè. Cây này cây Nokia 3.1 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha. 450, mã số là 430. 430 nha. Đó, 3.1 luôn. Máy móc ok, tải sẵn một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok luôn. Nokia là từ cái nút này nè, quét lên nha. Nó là phải nút từ cái nút này quét lên, rồi quét lên thêm một cái nữa. À, tại vì nó xài Android nhưng mà nó cái kiểu của Nokia á, mỗi một hãng là mua ứng dụng của Android nó biến dạng lại ha, nên cái thằng Nô nó phải vậy ha, mỗi một nhà hãng nó sản xuất nó làm khác nhau ha. Rồi cái thằng Nô 3.1 ha, 450 mã số là 430, hà giật hai sim 4G nha, hai sim một thẻ nhớ nha.
433, cây này cây Apple R7 KF ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán 500 nha, mã số là 433 nha, màn hình Super AMOLED ha. Màn hình OLED của thằng Apple nha. Máy móc ok luôn, tải sẵn một nồi ứng dụng cho con ha. Đó, một nồi ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn hết, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Cây này thì hồi đó mắc lắm nha. Đó, màn hình Super AMOLED của R7 là mắc lắm. Rồi, cây này em bán có 500 nha, mã số là 433 ha, 500k ha. Máy móc ok luôn, full ha, màn hình đẹp nha. Rồi cây 434, cây No 3.1 nha, cây RAM 2 bổ nhớ 16, RAM 10 chấm luôn. Máy móc full chức năng, green cây full chức năng luôn. Em bán 500k nha, 500k mã số là 434 nha. Xài được 2 sim nha, 2 sim M1 thẻ nhớ ha. Máy móc ok luôn, full mà mạnh lắm, máy móc ok luôn ha. Vút từ đây vút lên nó, thấy không? Nó tải sẵn một nồi ứng dụng vô con luôn ha. Một nồi luôn. Máy móc ok luôn ha, pin tốt lắm. Xài được 2 sim luôn nha. À, 434 nha, Nokia 3.1 ha, 500k nha. Rồi 435 nè, cây Apple A71K ha. Apple A71K, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này em bán giá 500 nha, 500k mã số là 435 ha. Nó bầu bầu ha. Đó, bầu bầu ha. Màn hình thì rin nguyên cây full chức năng. Đó, máy móc ok luôn. Tải sẵn ứng dụng vô con một nồi luôn. Đây, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Bỏ sim nghe gọi 2 sim luôn. Máy móc ok 435 nha, bộ 500k cây này ha. Rồi 436 nè, Redmi Note 3 nha. Cây này mạnh mẽ lắm. Nó 5 nó 10 nhân mỗi nhân 2 hết. Găng tay một chạm, camera kép có hồng ngoại ha. Găng tay một chạm có hồng ngoại, 2 sim 4G. RAM 2 bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 500k nha. 500, mã số là 436, 436 nhân 500k ha. Máy thì nói chung là rin nguyên cây luôn. Em mở nguồn. Rồi mở nguồn em tải sẵn một nồi ứng dụng cho con luôn. Đó, máy móc ok, tải sẵn luôn ha. Đó, màn hình đẹp rin luôn nha. Rin luôn. Màn hình rin luôn, máy móc chạy không thấy đường. Rồi cây này em bán là 500k nha, mã số là 436 nha. Cây 437 nè, Nokia 3.1 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm. Cây này bán 550 nha. Đó, 550, mã số là 437 nha. 550 ha. Nokia 3.1 nha. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn. Em tải sẵn dụng dùng con luôn ha. Đó, tải sẵn luôn, máy móc ok luôn ha. Cũng còn đẹp lắm, 3.1 luôn á nha. 2 sim 4G luôn, một thẻ nhớ luôn. Rồi 550 nha, mã số là 437 nha. Rồi cây 438 nè, cây này cây Galaxy Z700 nha, Z700 màu đen ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này thì bự lắm nha, nó bự ha. Nó rin nguyên cây luôn, cái màn hình không mà mắc hơn cái giá em bán. Màn hình á, rin luôn nha. Màn hình rin là cái khác nha, nó cứng khừ rồi, nó đã lắm. Cảm ứng thì mượt. Máy móc pin tốt luôn ha. Cây này em bán 600 nha, mã số là 438 nha. Z700 rin nguyên cây nha. Rồi 438 nha. Rồi cây 439 nè, cây Nokia 3.1 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Cây này em bán 700 nha, mã số là 439 nha, 700k ha. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn nha. Đó, máy móc ok full nguyên cây, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok ha. Đó, cực kỳ đã luôn nha. Rồi cây này 700k, mã số là 439 nha, RAM 3 nha. Rồi cây 443. Cây 443 là cây Redmi Note 4 nha. RAM 4 bộ nhớ 64, Android 7 chấm luôn. Em bán cũng có 700-800k thôi. Em bán cũng có 800k thôi. Cây này găng tay một chạm ha. Cây này có hồng ngoại luôn. Xài được 2 sim 4G luôn. Mã số là 443 nha, 443 ha. À, máy móc ok luôn ha. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi về ốp luôn. Máy móc ok luôn ha. Màn hình rin luôn á, men rin hết luôn á. Rin luôn á, chơi đã lắm. Rồi chơi game Liên Quân là thầy luôn. 800k mã số là 443 nha. Đó, em có cây A6 LED, Galaxy A6 LED, RAM 4 mũi nhớ 32, Android 9 chấm luôn.
camera kép này, găng tay một chạm nằm đây ha. Nó cây này nặng kịch, pin trâu lắm, xài được hai sim 4G luôn, bán 800k luôn, RAM 4 mà bán 800k luôn. RAM 4 32 Android 9 chấm bán 800, mã số là 445 nha. Máy full chức năng đó ha. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn, full chức năng. Máy móc ok. Đó, pin hết tốt lắm, camera thì test ok hết ha. Rồi, cây này 445 nha, 800k ha. A6 Plus. Rồi cây 402 nè, cây này cây Vivo i5 ha, cây này bị nứt đó, em bán rẻ luôn có 300k thôi, mã số là 402 ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn, bị nứt em bán 300k, xài được 2 sim luôn nha, máy móc ok, full chức năng luôn đó, máy móc ok luôn nha, em test cảm ứng này kia ok hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, bị nứt nè đó, cảm ứng này xài bình thường hết luôn, full ha đó, không lỗi cảm ứng nha. Đó, bỏ sim nghe gọi cũng lời có 300k thôi. Đó, mình thì không có tiền nhiều, có nhiêu đây thì mua nhiêu đây mình xài thôi ha. Còn có tiền nhiều thì mua dòng trên chút ha. 4002 ha, 300k nha. Rồi cây 403 nè, cây này cây Galaxy Z320 của thằng Sam ha. Cây này xài được 2 sim 4G luôn, bị nứt. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này bị nứt em bán 300 luôn nha. Cây này thì riêng nguyên cây nhưng bị nứt, có thể đi ép màn hình được luôn. À, máy móc ok, nứt chỗ này nè, nứt chỗ này nè. Như cảm ứng thì xài bình thường, bỏ sim nghe gọi tốt, hai sim luôn nha. Đó, bị nứt nên bán rẻ cho bà con ha. À, máy móc ok, full chức năng, rin luôn, đi ép kính được luôn nha. Đó, cây này thì chắc giờ đi ép chắc cũng có 100k thôi. Em bán là 300 để vậy xài ok ha, chạy như bi hay là chạy Google này kia chạy đỡ ha, cũng ok luôn ha. Rồi 300k nha, mã số là 403, hai sim 4G luôn nha. Rồi mã số là 404. Ai mua thì đừng có đọc cái mã này, đọc cái tên của điện thoại, chỉ cần đọc cái mã này thôi ha. Mỗi một mã em dán một cây máy thôi. Chứ không có lộn với cây nào hết. Chỉ cần đọc đúng cái mã số này là đúng cái máy này ha. 404 nha. Cây này cây Oppo Neo 7 màu đen, rồi vỏ nó hơi xấu qua 5 tháng ha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim của Oppo luôn ha. Em bán 350 xài được 2 sim luôn. Màn hình nó đẹp ken luôn ha, màn hình đẹp nha, vỏ nó sao nó hơi ấy thôi chứ không có gì hết, mua ốp lưng ốp còn không thì dán keo là ok ha. Đó, còn màn hình thì đẹp nha, màn hình đẹp ken luôn. Em tải sẵn ứng dụng, một nùi ứng dụng cho con chơi game, những ứng dụng này em tải sẵn đó ha, chứ cần đừng tải thêm là được, như vậy là máy nó chạy không thấy được. Nó cứ để về xài thôi, những ứng dụng em tải sẵn nó cũng đa trách nhiệm rồi, chơi game này kêu ok. Như cái máy máy này thì nó dung là bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, chứ đừng nó mà tải ứng dụng ha. Mã số là 404 nha, 350. Cây này là Oppo Neo 7 nha. Rồi 408 nè, Huawei GR5 nha, Huawei GR5 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này Android 7 chấm chứ không phải thường, có găng tay một chạm luôn chứ không phải thường luôn nha. Em bán có 400k thôi, 400k nha, mã số là 408, xài được 2 sim của Huawei luôn. Máy móc ok luôn ha. Máy là ok luôn. Máy móc ok luôn. Tải sẵn ứng dụng full chức năng cho bà con luôn, tải sẵn hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi bị nứt đen tí nị nhưng không ảnh hưởng gì hết nha. Có đường cái là có găng tay, xài được 2 sim nha. Máy móc ok luôn, Android 7 chấm luôn, em bán 400k, mã số là 408 nha. 412 ha, cây này cây Asus Z00ED nha, cây này cũng riêng nguyên cây luôn nè. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450, xài được 2 sim luôn nha. Nút lớn, nút nhỏ nằm đây ha, nút nguồn nằm trên đầu ha. Pin cũng tốt lắm, bầu này là nó chứa pin đó, pin nó tốt lắm. Mã số là 412 nha, 412, 450, xài được 2 sim luôn á. Màn hình riêng nó đẹp, Ken Span luôn của thằng Asus, đẹp lắm. Màn hình nó nực rực lắm, em tải sẵn một mớ ứng dụng nè, chơi ứng dụng của em mấy cái game của em không cũng lời nữa. Đó, bỏ sim nghe gọi hai sim luôn, đã lắm ha. Rồi mã số là 412 nha, 450 nha. 415 nha, cây Oppo F3 nha, cây bị nứt uổng quá trời luôn, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn, bị nứt miếng ở đây nè. Đó, mà cảm ứng thì sao bình thường, đường cái rin luôn, cây này bị ép kính được luôn nha. Đó, màn hình riêng luôn nha, màn hình ai nói lô cho luôn, cây găng tay cho nó hơn rồi ha. Cây này đi ép có 150 rồi, mà khi mà ép 150 thì đôn giá lên là 650, nhưng mà cây này mà em ép là không có bán giá 650,
mà em bán lá là 900. 900 đến 900 đến 1 triệu. Tại vì em để vậy em bán cho bà con thì bà con tự ép còn để về xài ha, cho nó càng càng rẻ cho bà con. Giờ mình có 400 500 mình mua cây răm 4 mua nhớ sắm 4 mình đổi 6 chấm. Nó có 500k mà số là 415 ha. Đó, không thích nứt nữa cái mình đem đi ép ha. Đi ép lại thì mình xài thôi. Em là thợ thì em ép có 150 rồi nha. Máy này thì em ép có 150 rồi. Nhưng mà em ép là không bao giờ bán giá này nha. Mã số là 415 nha, 500k thôi. Bà con có cây xài găm 4 mũi nhân 64 rồi nha. Đó, hai sim luôn, bỏ hai sim luôn. Chỗ này nó bị mớp vô tí ha, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, máy móc em test full hết, pin hết, full hết cho bà con nha, không lỗi gì hết nha, lỗi là em báo nha. Ở camera kép luôn nè, nó cam trước kép luôn nha. À, cây này thì 500k, mã số là 415 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc việc theo 50% nha, cộng 100 thì bao ship nha. Rồi cây 419 là cây Redmi Note 5 nha. Camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G. Cây này thì chơi được Liên Quân Wi-Fi về ốp luôn, rất là mạnh mẽ. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán có 700 rồi nha, 700k mua về chơi game thôi cũng lời nữa ha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đây là em tải sẵn ứng dụng, một nồi ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm nha. Máy móc ok. Máy móc ok luôn, tải sẵn một nồi ứng dụng luôn. Máy thì vỏ xấu qua 5 tháng thôi nha. Cây này thường thường em bán 800 á, vỏ xấu em bán 700 á nha. Nếu mà theo dõi like của em là biết ha. 700k ha. Đó, mã số là 417 419 nha, 419 nha. Rồi 420 nha. Ồ, cây Mobitas mà đời xịn sò, hiện đời xịn sò nha. Cây này đó giờ em mới gặp luôn mà nó xịn sò mà mập, nó mạnh lắm. Máy móc ok mà hình Super AMOLED luôn. Cây này xịn lắm. Mobitas X nha, tên nó là Mobitas X, RAM 4 mũi nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này Mobitas mà RAM 4 mũi nhớ 32, camera kép, găng tay một chạm. Nó sạc bằng micro, dễ xài ha. Hai sim 4G luôn. Màn hình thì tôi nói luôn, đẹp kênh sơ bê luôn. Màn hình gọi là màn hình tay thỏ. Màn hình nè, rực đã lắm nha. Máy móc ok luôn. Đẹp căng luôn nha, màn hình đẹp lắm á. Màn hình đẹp. Màn hình nó đẹp căng luôn đó. Chạy không thấy đường, RAM 4 mà. Chạy không thấy đường luôn. Máy đẹp lắm, xài biết nào. Nó nặng kịch, pin nó trâu lắm. Găng tay một chạm luôn. 800k cây này, RAM 4 bộ nhớ 32. Em bán có 800 rồi nha. RAM 4 đó nha, Android 8 chấm luôn. Mở số là 420 nha. Xài được 2 sim luôn á. Đẹp kênh luôn. Nó màn hình nó rực đã lắm nha. Rồi 800k, mã số là 420 nha. Rồi cây 421 nè. Cây này cây Mi A3. Mi A3 của Mi nha. Nó bị lót miếng nha. Nó bị lót. RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó là 11 chấm. Cây này không bị lót là em bán 999 nè. Này cây này em bán có 700k ha. 3 camera luôn. Có không có ngoại. Có 2 sim 4G nha. Mã số là 421 nha, 700k RAM 4 nha. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi Biop luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Đem coi cái lót ủa tróc thủy mới đúng chứ không phải lót nha. Cái diện nó bị tróc thủy nha. Cái diện nó bị tróc thủy nha. Tróc thủy nhưng màn hình trong đẹp nha. Màn hình trong cây này đi ép kính được luôn. Ép kính có 150. Ép kính là không có tróc thủy luôn. Cây này đẹp nha. Màn hình đẹp luôn á, có 700k này nha. Mã số là 421 nha, 421 ha. Sẵn đuôi taxi luôn. Rồi cây này có 700k, chơi game này kia ok hết toàn bộ ha. Gầm 464 luôn, 421 nha. Rồi cây 422 nè. Em có cây Galaxy S7 Edge, cây bị nứt. Cây bị nứt không đớm. RAM 4 bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này em bán 800 nha, 800k ha. Đó, mã số là 422 nha. Có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè. SPS này thì màn hình cong, Super AMOLED. Cây này thì ép kính được luôn. Hồi đó em cầm 7 triệu đi mua nó, 7 triệu đi mua hàng cũ nha, hàng sách tay về á, chứ không được hàng kia nữa đó. SPS hồi đó là một thời á, màn hình cong, một thời màn hình cong là Super AMOLED là nó nổi tiếng lắm.
Cây này em tải con cá rồi, bung cá lên. Quên bung cá rồi, chưa bung cá luôn. Bung cá thì vô đó xong rồi vô cài đặt. Rồi xong rồi cái bỏ tích đầu tiên, bỏ hai tích kế tiếp với cuối cùng. Rồi quay lại đặt màn hình nền. Đó, vậy là mình đã có một con cá lội trong màn hình đẹp Kenshi Ben. Màn hình Super OLED nó lội một cái không thấy đường, tải sẵn ứng dụng một nùi cho bà con luôn nha. Một nùi ứng dụng luôn. Pin thì tốt lắm nha, nó pin tốt lắm nha. Máy móc ok luôn, bán có 800k. Cái xác này không à, cái xác này nè em bán được 5-600. Kho không có màn hình luôn á, dục cái màn hình ra luôn em bán được 5-600. Mà giờ có màn hình luôn, chơi bình thường hết luôn, chỉ bị nứt thôi. Mà em bán có 800k mà không lụm, không biết lụm gì. Mã số là 422 nha, 422 nha. Cây này cứ sạc không dây rồi đo nhịp tim luôn nha. Rồi em có cây hồi đó giờ lâu lắm rồi mới thấy được nó nha. Nó tên là cây hủ tiếu chai Ultra à, tên thôi, hủ tiếu chai Ultra tên như vậy ha. RAM 4 bộ nhớ 64, Android 8 chấm. Cây này em bán giá 1 triệu là rẻ nha. Hồi trước em bán giá 1 triệu rưỡi, hôm nay em bán giá có 1 triệu. Nó sạc đuôi tai si, 2 sim luôn. Mã số là 42423 nha. Mà lưng nó đẹp lắm, ống ánh đã ha. À, máy móc ok luôn. Màn hình Super AMOLED nha. Đó, màn hình Super AMOLED nè, cam nè. Đó, đẹp ken luôn. Nút home nè ha. Sạc đuôi tai si nè. Màn hình nè. Đó, màn hình đẹp luôn nha. Đây em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Một nùi ứng dụng luôn. Một nùi ứng dụng luôn. Màn hình đẹp luôn. Super AMOLED luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đẹp ken luôn. Pin thì tốt lắm nha. Rồi cây này 423 giá 999 nha. Rồi cây 242. Cây này cây VMAX Start 3 ai Acti 3. VMAX Acti 3. À, Acti 3 này thì hàng xịn sò của thằng VMAX á, chứ không thường pin nó trâu lắm. Ba camera luôn, găng tay một chạm có đôi sẵn đuôi tai si. À, pin nó trâu lắm, camera thục lò nữa. Ôi ơi, 424 nhưng mã số 424 bán giá có 1,8 triệu, chưa đủ tiền cái màn hình. Màn hình Green Man Cây, True Vương chức năng luôn. Con cá nó lội một cái, nó đẹp Kenshi Ben luôn. Nó đẹp không? Đó, camera trước nó thục lò luôn. Đẹp lắm. Rồi sau nó nét pin luôn. Đó, camera trước nó thục lò luôn. Nó trở lên thục lò luôn, thấy không? Đẹp lắm nha. Đó, máy móc ok luôn. Đó, cái ba camera luôn, pin trâu lắm. Mà Android nó là 10 chấm luôn. RAM 6 nha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó là 10 chấm. Em bán có 1,8 triệu. Đó, 1,8 triệu thôi, găng tay một chạm nè. Đó, cây này mã số là 424 nha. Máy móc ok full. Pin tốt lắm, pin trâu như con bò. Cây này thì xịn sò rồi. Cây này thì xịn sò rồi. Đó, RAM 4. Tu RAM là RAM 6 nè. Bộ nhớ 64 ha. Máy móc ok luôn. Rồi 1,8 triệu nha, mã số là 424 nha. Rồi 385 nè. Cây này cây Lenovo A ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, xài được 2 sim luôn. Mã số là 385 nha. Đó, xài được 2 sim luôn, có 400k full nguyên cây, riêng nguyên cây luôn. Đó, màn hình riêng nó đẹp không? Đẹp Kenshi Ben luôn. Máy móc nè, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, chạy nè. Nếu để như vậy mà không đừng nhập tài khoản vô, cứ để như vậy xài thì những cái ứng dụng của em thôi cũng lời nữa ha. Rồi 400k mã số là 385. 386 cây nặng kịch à. Cây này xài được 2 sim, sim ở trên đầu nữa ha. Bấm ngón tay vậy rồi gỡ cái nắp này ra nha. Xài được 2 sim một thẻ nhớ. Máy của nó tên là GTS 1516 Plus. Học online tốt, Android 5 chấm, em bán 400, xài được 2 sim, pin thì trâu như con bò. Mã số là 386 ha. Máy ở full chức năng, riêng nguyên cây, pin thì tốt, pin thì trâu lắm. Pin nó trâu lắm. Em test vài lời coi cái tốc độ máy nó chạy như thế nào nha. Đó, máy móc ok ha. Ứng dụng bấm đây, đó, lên đóng ứng dụng ha. Tải sẵn ứng dụng vô con ha. Đó, cây này 2 sim luôn nha, 400k, mã số là 386 ha. Rồi cái 387, cây này Oppo Neo 9 hơi ám nhẹ ha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400, mã số là 387 nha. 387, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng hết rồi. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn.
nói ám chứ không có không ám nhiều, nhưng nhẹ nhẹ thôi mà, nói xài bình thường luôn, rõ nét ha, máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì tốt, cũng xài được 2 sim luôn nha, nó màu hồng ha. Rồi 400k, mã số là 387 nha. Rồi 390 nè, cây Vivo 1606 nha, Face ID ha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này có Face ID ha. Đó, 450, mã số là 390, xài được 2 sim luôn nha. Đó, máy móc ok, rin cây full chức năng, tải si full ứng dụng luôn. Full ứng dụng cho con luôn nha. Đó, những cái ứng dụng này em tiễn không chứ không phải thường nữa, ai không có đâu nha. Không phải là CF Play đâu. Cái ứng dụng này 10 năm về trước em đi dành lại á. Những ứng dụng này đã fit, như ứng dụng mấy ứng dụng này là fit hết, như không cần mạng luôn, chơi bình thường không cần mạng luôn nha. Đó. Rồi 390 ha, 450 nha. Rồi cái 392 nè, em có cây iPhone 6G 16GB quốc tế mức vân tay giá 700. Cây này 392, máy móc cũng còn đẹp full ha. Đó, máy móc còn ok luôn ha. Màn hình còn đẹp luôn, cảm ứng ok luôn. Đó, cảm ứng nè. Em cho vô coi cái mà cài đặt ha. Đó, máy sạch sẽ. Màn hình này riêng luôn. Rồi mất vân tay ha, cấn nút home xài bình thường. Mất vân tay thì mình xài mật khẩu ha, mật khẩu màn hình, mật khẩu số ha. Rồi 700k ha, mã số là 392, 700k thấy ha. Rồi cái 393 nè, cây này Redmi 6 nha, Redmi 6 RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn, em bán 700 nha, 700 găng tay một chạm nè. Đó, cây này không có hồng ngoại, cây này xài được 2 sim nha, 2 sim một thẻ nhớ nha, 700k thôi, RAM 3 bộ nhớ 32, Android 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 800, bữa nay em bán 700 nhiều con, có găng tay một chạm nữa ha. À, camera kép nè, 393 nha, máy móc ok luôn. Đó, chơi được game Liên Quân Wi-Fi bị up luôn, tải sẵn full ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì trâu như con bò. Rồi 393 ha, 700k. Rồi cái 394 nè, cái Redmi Note 4X bị ám nhẹ ha. Đó, RAM 4 nha. Cái này RAM 4 giống với thường đâu, RAM 4 mình nhớ 64 á. Android nó là 6 chấm. Cái này 10 nhân nha, mỗi 1 nhân 2 hết 1. 10 nhân 2 hết 1, ai không hiểu thì ví dụ như con chip, nó tùy theo con chip. Con chip này là 10 nhân xử lý một lượt trong 1 giây ha, xử lý một lượt ha. Ví dụ như mình bấm vô cái một cái ứng dụng nào đó thì cái 10 nhân này chạy một cái là nó ra một liền ha. Có nhiều cây là nó chạy có 8 nhân, 6 nhân, 3 nhân, 2 nhân, có nhiều cây 1 nhân, 2 nhân luôn. Đó, cây này thì 10 nhân luôn á. Em bán có 700, nó hơi ám nhẹ thôi, riêng nguyên cây không nứt, không bể, không gì hết, ám thôi. Đó, xài bình thường chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi Vup luôn, găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G, có hồng ngoại luôn. Máy này hơi đủ chức năng hết. Đó, em cắn có 700k thôi, bỏ 700k ra chơi game cũng lời nữa ha. 2 sim 4G luôn nha. Mã số là 394. Máy móc ok luôn ha. Cây này mạnh dữ lắm. RAM 4 mà nữa 10 nhân nữa mạnh dữ dằn lắm, hơi ám màn hình tí thôi. Nhưng mà được cái bù lại là rất mạnh, vừa rẻ. Chứ cây này á, em bán giá 1 triệu luôn á. Nó có 700k, mấy số là 394 nha. Rồi 397 nè, cây Mi A1 nha, Mi A1. Cây này á, thì của hãng Mi nha. Nhưng mà nó sản xuất cây này của bên Nhật. Nói chung là tất cả hãng đều sản xuất tất cả các nước, mỗi một nước dành cho riêng cho cái nước đó. Cây này sản xuất dành cho Nhật ha. À, cây này RAM 4 của nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này rum quốc tế nha, camera kép, găng tay một chạm. Rum quốc tế có nghĩa là mình đi các nước luôn, cầm cái máy này các nước trên trái đất này đều sử dụng được hết, gọi là quốc tế ha. Rồi bỏ sim vô quốc tế luôn ha. Cây này 900 nha, RAM 4 của nhớ 64, Android nó 8 chấm. Cây này 900 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Mã số là 397 nha. 397 này sạc đuôi tai si ha. Nó sạc đuôi tai si mà có găng tay một chạm, màn hình đẹp, có con cá lội luôn. Máy móc ok luôn ha. Con cá lội là biết rồi, có đã tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi 397 nha, 900k ha.
Rồi cái 398 nè, Galaxy S8 Plus. S8 Plus là S8 cộng ha. Cây này thì RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 256, Android nó 10 chấm. Cây này của thằng Sam nha. Đó, bán 2.3 triệu. 2 triệu 3 chưa đủ tiền cái màn hình của S8 cộng, S9 cộng này nữa. Camera kép nè, găng tay một chạm, có đo nhịp tim nè, sạc không dây nè, sạc đuôi taxi nè. Đó, màn hình Super AMOLED cong luôn. Super AMOLED cong luôn. Đó, của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn, không ám ố, không gì hết luôn. À, bị đốm đây tí nỉ ha, bị mực đây vài bữa nó cũng hết ha. À, bị mực đây mai mốt hết, không có tí nỉ ở đây nè. Nhưng mà không nứt, không bể, không gì hết, đẹp kênh trời ben luôn nha. Ổ máy đẹp kênh trời ben luôn. Đó. Màn hình đẹp luôn. Máy móc ok luôn ha, 2.3 triệu nha, 2.3 triệu chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Mã số là 398 nha, 398 nha. Rồi 399 nè, 399 là cây Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 thì RAM 8 cộng 5 ha, RAM nó là 13 ha. Và bộ nhớ là 128, Android 12 chấm. Cây này em bán 2.5 triệu nha, 2.5 triệu nha. Reno 4 sạc một đuôi taxi ha, xài được 2 sim 5G. Mã số là 399 nha. Đó, màn hình thì gọi là đục lỗ mà camera kép, đục lỗ kép luôn mới ghê. Nó đục lỗ mà camera kép nè, màn hình nó đẹp riêng nguyên cây nha. Máy móc ok luôn, đẹp kê xe ben luôn, màn hình nó đẹp, nó rực. À, ghê không, cuốn bồ á, mạnh ha, Reno 4 nha. Rồi, cây này 2.5 triệu nha, mã số là 399 nha. Rồi, cây 364 nè, cây này kêu Wiko Ni 3 nha, Wiko Ni 3. Cây này học laptop Android 8 chấm luôn nha. Cây này em bán cũng 350 nha, mã số là 364 nha. Máy móc ok, full chức năng, riêng nguyên cây. Tải sẵn ứng dụng luôn, một nồi ứng dụng cho con luôn ha. Đó, máy móc nè, tải sẵn ứng dụng hết rồi, pin cũng tốt lắm ha. Đó, cái này có cường lực sẵn luôn nha, bỏ sim nghe gọi đã lắm. Rồi hai sim luôn nha, cái này 364 nha, 350 ha. Rồi cái 375 nè, cây này Galaxy S6 nha, S6 mà rin nguyên cây luôn, bị tróc thủy miếng ở trên đầu ha, bị tróc thủy thôi. Màn hình thì không trầy không gì hết luôn, máy móc ok luôn ha. Găng tay trên nước phơm luôn, màn hình Super AMOLED luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha. Cây này có sạc không dây, có đo nhịp tim nha. Mã số là 3775 nha, 375 ha. Máy móc ok, máy này có hồng ngoại luôn nha. Em tải sẵn một nồi game cho một con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn dụng luôn, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, 375 nha, 600k ha. Rồi cây 344 nè, cây này cây Mobitouch S2G2, Mobitouch G2 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, găng tay một chạm nè ha, xài được 2 sim luôn nha. Máy móc ok, trồng lẳng, pin tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Nó bị trồng vòng đây chóc thủy ha, chóc thủy nha, không phải không liên quan tới màn hình nha. Đó, máy móc ok, riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng luôn, máy móc nó chạy không thấy được. Rồi cây này thì em bán giá 300 nè, 300 nha, mã số là 344 nha. Này Android 7 chấm mà bán găng tay một chạm luôn, bán có 300 mà bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Mã số là 344 nhân 300k ha, hai sim luôn á. Rồi cây 350 nè, 350 nè, cũng là Mobitouch nhưng mà tên khác E1 ha. Mobitouch E1, găng tay một chạm luôn, cây này cũng cứng khừ luôn ha. Pin thì cũng tốt lắm. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Em cũng bán có 450 thôi. Mã số là 350 nha. 350 nha. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn. Đó, pin thì tốt lắm. Em kiếm cài đặt em vô thử vô còn coi. Em tải sẵn dụng một mớ luôn. Đó, một mớ ứng dụng ha. Mớ ứng dụng rồi. Đó, máy móc ok ha, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, rin hết luôn ha. Rồi, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn hết rồi. Rồi cây này 450 nha, mã số là 350 nha. Găng tay một chạm luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm, hai sim luôn. Rồi 351 nè, 351 là cây Lenovo A7000 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn.
Em bán 450 luôn, găng tay một chà, găng tay trên ủa này không có găng tay, em lộn nha. Cây này 450 nha, mã số là 351 ha, của thằng Lê ha. Gam 2 buổi với 16 Android 6 chấm luôn, màn hình riêng luôn nha, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nha. Đó, pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn nha. Đó, game vọng người chơi tất cả các loại game ở trên đây em tải sẵn là game chơi được hết luôn nha, game em tiễn á chứ không phải thường đâu, đừng có xó uổng nha. Rồi cây này 351 nha, 450 ha, xài được hai sim luôn nha. Rồi 352 nha, cây Redmi Note 3 nha, Redmi Note 3 của dòng sao nha, của dòng Mi ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn chứ không phải thường luôn, găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, hai sim 4G ha. Nó màn hình zin luôn. Em bán 500 nha, Android 6 chấm luôn, bán có 500k, mã số là 352 nha. Đó, 352, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn một nồi ứng dụng vô con luôn. Tải sẵn một nồi ứng dụng vô con luôn à. Máy móc ok luôn ha. Ở đây có nút tắt màn hình, đó, bấm vô là tắt ha. Rồi có hồng ngoại luôn nha. 500k nha, mã số là 352, xài được hai sim 4G nha. Rồi 354 nè, 354 là Galaxy Note 4 nha. Cây này bị tiếng Anh rum với tiếng Anh nha, nhưng mà xài quốc tế sim nào cũng được, nhưng mà rum nó là tiếng Anh, nhưng mà tất cả ứng dụng em tải vô là tiếng Việt ha. Những cái game này là tiếng Việt đó, những cái ứng dụng này tiếng Việt đó, em tải sẵn ứng dụng ha, trong cài đặt thì tiếng Anh, còn bình thường thì xài bình thường, sim vọng ok luôn ha, pin thì tốt, màn hình Super AMOLED luôn nha, màn hình này Super AMOLED, găng tay trên nút home ha. Cái này của thằng Sam luôn nha. Cái Note 4 nha, có cái viết nha, cái đo được nhịp tim luôn nè. Có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok, nhôm nguyên khối luôn nha. Nhôm nguyên khối luôn, màn hình Super AMOLED luôn á. 600k ha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android 6 chấm, 600k nha. Mã số là 354 nha, 354 ha. Rồi cây đầu tiên là cây 315 nha. Cây này Oppo Neo 9, cây này bị nứt, em bán giá có 300k nha. RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm luôn, xài được hai sim 4G luôn, pin thì tốt, máy móc ok luôn ha. Nó bị nứt nhưng mà cảm ứng thì xài bình thường. Máy móc ok ha, cảm ứng xài bình thường. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Máy móc ok luôn ha. Có 300k thôi, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Rồi mã số là 315 nha. Rồi cây 319 nè, cây Galaxy Z1 2016 nha, Z1 20 nha. Cây này đọc online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400, xài được hai sim luôn, pin thì tốt lắm, nó nhỏ gọn, bỏ túi nghe gọi ok lắm ha. Rin nguyên cây luôn, 400k ha, mã số là 319 nha, nhỏ xíu à. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha, nè, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Bà con xài mấy ứng dụng thì không cũng lời nữa ha. Rồi cây này 400 nha, mã số là 319 nha. Rồi cây 322 nè, 322 là cây Compact nha, Compact AR016, găng tay một chạm nè ha. Cây này xài được hai sim luôn, pin thì tốt lắm, nặng kịch. Đó, gỡ gỡ cái nắp lưng ở chỗ này ha, bỏ sim ha. Cây này em bán 400 nha, Android 5 chấm em bán 400, mã số là 322 nha. 400k được sở hữu một cây như này ha, màn hình đẹp men hết, toàn bộ zin hết. Đó, máy móc ok luôn ha, ám nhẹ thôi ha. Xài bình thường, tải sử dụng sẵn, chơi những ứng dụng này được hết luôn ha, hai sim luôn nha. Có 400k thôi, mã số là 322 nha. Rồi cái 323, 323 là iPhone 5S nha, cây này 5S nha. Đó, 16GB. Cây này nghe gọi tốt lắm. Này có vỏ nó hơi xấu nhưng mà được cái là găng tay còn luôn nha. Găng tay còn luôn, mã số là 323 nha, 450 thôi, 450 iPhone 5S này ha. iPhone 5S này một thời em bộ găng tay em thử cái găng tay của em nha, em nhập mật khẩu. Nhưng mật khẩu của nó là 4 số 0 nha của em. Găng tay, em thử găng tay. Găng tay có này nha. Đó, em thử găng tay ha. Mật khẩu là 4 số 0 nha.
Nói găng tay em nha, em tắt mật khẩu luôn ha. Có gì về bà con thêm ha. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 323 nha. iPhone 5S luôn. Nó vỏ nó hơi xấu thôi, nhưng mà máy móc ok ha. Cây 328 nè, cây này cây GTEC B51 nha, RAM 2 của như 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này pin thì trâu lắm, trâu như con bò. Em bán giá 450 nha. Cây này thì sim nó nằm đây, hai sim một thế nhớ nha. Ngay chỗ này có cái chỗ để mình để cái móng tay vô, bật cái này lên ha. Rồi hai sim nha, 450, mã số là 328 luôn, pin thì trâu như con bò luôn ha. Đó, máy móc ok full. Đó, pin này 5.000 luôn, cây này 5.000 luôn. Em tải sẵn ứng dụng hết rồi ha, rồi con xài thôi ha. Rồi cây này mã số là 328 nhân 450 nha. Rồi mã số là 334 nha, 334 là cũng là VVS Smart B3 nha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android 9 chấm luôn. Cây này em bán cũng 550 nha, 550 ha. Máy móc ok, xài được hai sim luôn. Đó, máy móc full, gin nguyên cây. Máy móc gin luôn ha, tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi. Đó, bự tổ bữa nãy pin tốt lắm, máy móc ok luôn ha. 550, mã số là 334 nha. Em có cây iPhone 6G 16GB quốc tế, nghe gọi tốt. Cây này em bán 700 quốc tế luôn nha. Quốc tế có nghĩa là mình đi các nước luôn, nước nào xài cũng được hết, rồi đủ thứ tiếng hết trơn ha. Máy móc ok luôn. À, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này thì, cây này mất găng tay nhưng cảm ứng thì xài bình thường hết, full hết. À, cây này quốc tế luôn ha, em bán có 700 à. Mã số là 336, chơi được game Liên Quân Wi-Fi về up luôn, tất cả ứng dụng được tải được hết. 336 nha, máy mơ rất là mạnh nha, 700k ha, iPhone 6G. Rồi mã số là 292 nè. Cây này cây Oppo A51W nha. Cây này bị nứt, nó nứt một đường một từ đây nè, nứt qua đây nè. Cảm ứng thì xài bình thường, hai sim nghe gọi ok. RAM 2 bộ nhớ 16 luôn, Android 5 chấm. Cây này em bán 350 luôn ha, mã số là 292 nha, xài được hai sim của một bộ luôn nha. Máy móc ok full chức năng, em tải sẵn ứng dụng một nồi ứng dụng luôn ha, game bỗng ok đủ hết chân luôn. À, máy móc ok luôn, ai mua thì cọc quá ha. Pin thì tốt lắm nha, rồi pin thì tốt lắm, máy móc ok full ha, 292 nha, 350 ha. Rồi cây 393 nè, cây này cây No 3 nha, No 3 bị nứt, No 3 bị nứt con đường ở đây nè ha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường, xài được hai sim, chọc sim ở đây ha, một thẻ nhớ nha. Rồi cây này RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 350 luôn, 350 nha, mã số là 293 nha. Máy thì ok full 5 tháng ha. À, màn hình bị nứt miếng thôi chứ xài bình thường, cảm ứng vô tư luôn, cảm ứng xài bình thường luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi luôn, một nồi ứng dụng luôn nè. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi giá là 350 nha, mã số là 293 nha. 295 nè, Galaxy Z500 nha. Cây này bị nứt, nó bị nứt một đường một ha, đường một. Đó, cảm ứng thì xài bình thường, học online tốt, Android 5 chấm, em bán 350 luôn. Mã số là 295 nha, 350 thôi, xài được hai sim luôn. Đó, màn hình rin men rin hết toàn bộ, bị nứt miếng thôi nha. Đó, cảm ứng thì xài bình thường, pin thì tốt, bỏ sim nghe gọi cũng lời, có 350 rồi nha. Mã số là 295 nha. Rồi cây 298 nè, 298 là cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Máy này đẹp nha. Đó, bỏ sim, hai sim nghe gọi ok luôn, cũng sam luôn, màn hình đẹp, ghi nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, đẹp lắm, bỏ túi nghe gọi tốt lắm. Rồi cây này 400k ha, mã số là 298 nha, bỏ sim nghe gọi đã lắm ha. Rồi cây 300 nè, 300 đúng là Asus X008D nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán giá là 550 luôn, găng tay một chạm luôn ha, pin thì tốt, màn hình rin, mã số là 300 nha, 300. Rồi máy móc ok full chức năng luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Rồi 300 nha, 550 ha. Rồi 304 nè, cây này cây iPhone 6G bị nứt miếng tí nị ha, tí nị dưới đây ha.
Đó, nghe gọi tốt luôn, 16 GB luôn. Em bán cũng 700k luôn ha. 700k mã số là 304 nha, 700k ha. iPhone 6G luôn. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng sẵn cho bà con luôn. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Rồi, bộ 304 nha, 700k ha. Rồi, mã số là 307 nè. Cây này cây Redmi 5 Plus nha. Đẹp kênh luôn ha, găng tay một chạm luôn. RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán giá là 800 nha. Mã số là 307 nha, chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi-Fi, Play luôn nha. Máy móc ok luôn, full ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy chơi game lạ lắm. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì bao ship nha. Rồi 800k mã số là 307 ha. Rồi cái 309 nè, cây này cây Redmi 5 Plus nha, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 800, chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Wi-Fi, Play luôn nha. Mã số là 309 nha. Máy móc mà chơi game thì khỏi nói rồi, máy ok luôn ha. Full. Máy móc cũng đã lắm nha, chơi được game Liên Quân, Wi-Fi, Play luôn, còn hành rin luôn. Nó chạy mạnh lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 800 nhưng mã số là 309 nhân 800k ha. Rồi cây 311, cây này cây Galaxy S8 Plus nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nhớ 9 chấm. Cây này đẹp nha, có nước ơn sao miếng ha, nước ơn sao nè. Rồi cây này em bán là 2 triệu 3 nha, 2 triệu 3, có sạc không dây nè, đo nhịp tim nè ha. Găng tay một chạm nè, màn hình Super AMOLED luôn, sạc đuôi tai xi ha. Đó, 311 nha, mã số là 311, máy móc full chức năng không lỗi gì hết. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình không đẹp không lấy tiền đã luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, chạy rất là đã luôn. Cây này hai sim luôn nha. Rồi, cây này mã số là 311 nha, 2 triệu 3 nha. Rồi cây 266 nè, cây này Galaxy Z200 nha, cây này xài được hai sim luôn á. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này thì em tải sẵn ứng dụng một nùi luôn. Mã số là 266 400k nha, xài được hai sim luôn nha, của thằng Sam luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Thấy bà con tải trò chơi này kia cũng nói chung cực khổ nên em tải cho hẳn cho bà con nè. Nó em tải sẵn một nùi game luôn, nó chơi game cũng lời nữa. Cái đủ thứ ở trên đây luôn ha. Nay sau này là em sẽ tải full cho bà con luôn ha. Bà con khỏi tải, cứ để sim vô nghe gọi với kết nối wifi vô là ok ha, khỏi cần gắn tài khoản gì trơn, cứ để về xài ha. Nó mạnh lắm, nếu mà để về xài thì em bao luôn, mạnh lắm nha, tại em full nó rồi, em có bộ đồng hóa rồi, rất là mạnh đó. Bấm cái kịch 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 ra vô rồi thoải mái luôn đó, vô tư luôn ha, nghe gọi cũng lời nữa, có 400k bỏ sim hai sim luôn, nghe gọi cũng lời nữa đó. Mã số là 266 nha. Rồi cây 269 nè, cây này cây Vivo 1606 nha, cây này có Face ID ha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 400 rồi nha, 400k luôn ha. Mã số là 269 nha. Máy móc ok luôn, Android 6 chấm luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, ai muốn tải full thì nhắn em cái em tải full game cho ha. Còn thôi nha, cứ full. Đó, máy móc ok, màn hình tốt, pin tốt, xài được hai sim luôn. Đó, 269 nha, 400k luôn của Vivo nha. Đó, máy móc ok. Toàn bộ cam em test hết rồi, khỏi cần test cam, cam gọn ok hết toàn bộ luôn. Em ở đây em mua mua của sỉ rồi, hư lỗi nhẹ nhẹ là em thảy hết, trả lại hết. Cái nào tốt nhất em để bán cho bà con ha. 269 nha, 400k nha. Rồi 271 nè, Vivo 1606 nha, có Face ID, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây nào đẹp lắm nha, long lanh. Em bán 450 nha, mã số là 271 nha. Xài được hai sim luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, tải full game luôn nha. Đây em tải full game game nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Có ai muốn tải full game thì nói em tiếng tải full luôn ha. Máy móc ok luôn, mua thì cọc qua em chốt ha, 450 mã số là 271 nha, 271 ha. Rồi cây 272 nè, cây này Noka 3.1 luôn, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 500k nha. Pin này là của không phải của nó, em chế pin vô nó hơi bự tí ha. Nó hơi bự tí, thấy giống như phù không phải nha. 500k xài được hai sim một thẻ nhớ nha. Android 3.1 á. Máy móc ok. Nokia 3.1 nha, Android nó tới 10 chấm luôn.
máy pin cũng tốt lắm, ok luôn ha. Đó, bỏ hai sim nghe gọi luôn nha, máy móc ok luôn ha. Đó, Nokia 3.1 nha, cũng mạnh tương đối nha. Đó, ai muốn tải full game thì nói em tiếng nha, em tải full game. Rồi cây này bán 500 ha, mã số là 272 nha. Rồi cái 275 nè, 275 là cây Oppo F3 nha, cây này bị nứt. Nó mới nứt nè, nhưng mà rin nguyên cây luôn, có thể là ép kính được nha. Màn hình này ép được nha, màn hình rin. Bị nứt một miếng ở trên đây nè, cảm ứng thì xài bình thường luôn. Em tải full game. RAM 4 của nhớ 64 Android 6 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 500k thôi. Bỏ sim, hai sim nghe gọi tốt lắm. Mã số là 275 ha. Em để giá không ép, để vậy cho bà con về, nếu mà để về xài thì cũng rẻ ha, còn ép lên thì cũng lời nữa ha. Ép lên cây này thì ra tiệm, nếu mà thợ thì ra khoảng 200, còn nếu mà người thường thường cũng 250 vẫn lời. RAM 4 của nhớ 64 mà ha. Rồi mã số là 275 nha, 500k ha, hai sim luôn á, máy móc ok luôn. Em tải sẵn nồi ứng dụng nè, đó, camera kép luôn ở trên trước luôn ha. Rồi cây 275 nè, 500k. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Rồi cây 276 nè, cây này cây Galaxy A01 nha. Galaxy A01 cây này nặng, pin trâu lắm, nặng kịch ha. Nó RAM 2 mà bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn, Android nó cao quá trời ha. Mã số là 276 nha, em bán 600k nha. Cây này thì bỏ túi bờ lắm, pin thì trâu như con bò luôn. Pin thì trâu lắm. Đó, bỏ túi, em tải full game, đó, tải full game luôn, pin trâu lắm. Full game luôn nè, đó. Tải những ứng dụng cần thiết cho bà con ha. Đó, bắn cá, bắn trứng, đào vàng, chém trái cây. Cây này rồi tới 10 chấm luôn, tải tất cả ứng dụng luôn nha. Đó, nhưng mà để vậy thì em bộ hàng hóa nó rồi nên nó rất là nhanh. Đừng có, nói chung là về đừng để về xài thì khỏi nói nó chạy không thấy đường. Tải thêm thì nó hơi ấy nha. Rồi 600k, mã số là 276 nha. Rồi 277 nè, cây này Oppo A83. Cây này hơi ám, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn. Cây này cũng RAM 4 64 luôn nha. Cây này em bán 600 nha, mã số là 277 nha. Ờ, cây này là Oppo A83 chứ không phải thường đâu. Máy móc mà không ám gì mấy nha, hơi nhẹ nhẹ thôi mà vẫn tính ám, tải full chức năng luôn, full game. Đó, không ám gì hết luôn, ám nhẹ thiều không thấy luôn á. Như đó, ám nhẹ thiều ha. Nhưng mà để ám là bình thường, ám là nói ám ha. Rồi tải full game, pin thì tốt, xài được hai sim luôn. 600k RAM 464 luôn ha. Rồi mã số là 277 nha, ai mua thì cọc qua liền nha, cọc cái cạc theo 50% gì đó hay chuyển khoản lụm liền nha, bọc liền ha. Rồi em có cây Oppo K3 nha, RAM 6 bộ nhớ 64, Android 10.11 chấm luôn nha. Cây này em bán giá 1.3 triệu nha. Máy full chức năng không lỗi gì hết luôn, chỉ có nắp lưng nó bị bể, em dán cái đề can này nha. Tại em mua ông không có rảnh để đi mua cái nắp lưng này. Bà con rảnh thì mua, không rảnh để về xài ha. Nếu mà dán vô thì đụng giá lên cao quá. Cây này thì 1 2 1 2 3 3 4 4 camera luôn nha. 4 camera luôn. Nó tên là Oppo K3 nha. RAM 6 bộ nhớ 64, Android 11 chấm. Cây này em bán giá 1.3 triệu nha, 1.3 triệu. Đặc biệt nha, màn hình thì ok. Nó là có camera thụt lò nha. Đem thử camera thụt lò cho bà con coi ha. Nó camera sau nè, camera trước nè. Đó, camera trước nó chạy lên như chạy xuống luôn ha. Đó, thấy chưa? Đã lắm. Rồi camera thụt lò bán có 1.3 triệu mà RAM 6 luôn nha. Rồi RAM 6 luôn, pin thì trâu, xài còn đuôi taxi. Xài được hai sim 4G, 5G luôn nha. Nó giá 1.3 triệu nha, mã số là 285 nha, 285. Rồi em có cây Galaxy S8 Plus, S8 Plus. Cây này màn hình Super AMOLED. À, màn hình đẹp luôn, không ám ố, không gì hết luôn. Đẹp kê luôn, không nứt, không bể. Màn hình cong Super AMOLED cong luôn nha. Đó, cong luôn nha. Nó sạc đuôi tai si luôn. Cây này thì RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm nha. Cây này màn hình không mắc hơn giá tiền em bán. Em bán giá 1.8 triệu nha. Cái màn hình nó mắc hơn. Cây này có găng tay nè, đo nhịp tim nè, sạc không dây nè, sạc còn đuôi tai si nè. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, máy móc ok full luôn nha. Bỏ sim nghe gọi sang chảnh luôn. Đó, máy móc ok ha. Đẹp, kênh Sven cũng sao luôn nha.
Rồi giá là 1,8 triệu nha, mã số là 287 nha. Ai mua thì cọc qua liền ha. Rồi cái 255 nè, 255 là Huawei U00 nha. Đó, cây này học online tốt, Android 6 chấm luôn. Android 6 chấm pin trâu lắm, pin ok lắm ha. 400k thôi, mã số là 255 nha. Cây này thì chạy được ứng dụng này kia ok luôn. Nó tải sẵn ứng dụng pin tốt lắm, 2 sim luôn nha. 2 sim luôn, pin tốt lắm. Máy cũng tương đối là mạnh ha. Rồi màn hình thì đẹp luôn. Cây này 255 nha, nặng tay lắm. 400k ha. Rồi cây 258 nè. Cây này kêu Redmi 6A nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này 2 sim ha. Xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn. Mã số là 258 nha, 600k thôi. Của Hồng My ha. Nó máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn cho bà con luôn. Máy mạnh lắm. Máy móc ok luôn. Pin tốt lắm nha. 2 sim luôn á. Máy móc ok luôn, 258 nè, 600k thôi. Chơi được liên quân wifi với up luôn nha. Rồi 260 nè, 260 là cây Apple F3. Cây này hơi ám nhẹ, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm, không nứt, không bể, không gì hết. Đó, em bán có 700, RAM 4, bộ nhớ 64 nha. Thường thường em bán 900 triệu, nay em bán có 700 do hơi ám nhẹ nha. Nó xài được 2 sim luôn nha. Cây này 2 sim 4G luôn, RAM 4 luôn. Đó, Android 6 chấm luôn. 700k, mở số là 260 ha. 260 nha. Đó, màn hình ok luôn ha. Nó không có ám luôn, mà tại em thấy nó hơi hơi ám ám, em bán ám nha, chứ màn hình đẹp lắm nha. Găng tay cho nó hôm nha. Máy còn đẹp lắm, đẹp ken xe bay luôn. Đó, tại sẵn ứng dụng pin tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok ha, cũ qua 5 tháng thôi. 700k nha, mở số là 260 ha. Rồi 261 nè, 261 là Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm màu đen. Cây này thì găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Pin thì trâu, chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, PUBG nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm sạc được. Xài được 8 nhân, mở nhân 2 Hz. Đó, cây này 750 nha, mở số là 261 nha, 750 ha. Màn hình thì riêng luôn, máy móc ok full ha. Nó chạy không thấy đường luôn, rất là mạnh, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Free Fire PUBG luôn ha. 261 nha, 750 nha. Đúng loại ha. Rồi cây mã số là 225 nè. Cây này cây Asus Z00VD. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán trước bán 350, nay em bán 300 cho bà con luôn. Mã số là 225, xài được 2 sim luôn. Máy móc riêng nguyên cây luôn ha. Cũ 5 tháng thôi, màn hình đẹp. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok full ha, pin tốt lắm, bỏ sim nghe gọi được 2 sim luôn. Đó, có 300 hay ha. Mã số là 225 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt, ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel. Sau đó cạo ra xong điện cho em ha, đọc mã của cạc, đọc địa chỉ, đọc tên, em ghi lại em ship ha. Thì cọc thì em sẽ trừ ra nha, 300 thì trừ tiền cọc ha. Mã số là 225 nha. Rồi cây mã số 226 nè. Cây này Galaxy Z200 nha. Z200 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 350 rồi nha. Nó xài được 2 sim luôn á. Nó rin nguyên cây luôn, bỏ túi nghe gọi ok luôn ha. Nó 2 sim luôn. Mã số là 226 ha. Màn hình rin men rin rin hết, màn hình rin nó đẹp lắm nha. Ồ, pin thì tốt ha, bỏ túi nghe gọi gọn hơn à. Em có tải sẵn ứng dụng luôn à ha. Đó, chỉ cần bỏ sim nghe gọi thôi đột cũng đã nữa ha. Này là pin rời luôn, dễ thay pin nữa ha. Mã số là 226, có 350 rồi nha, bỏ sim nghe gọi cũng lời ha. Rồi cái cây 229 nè, cây này cây Apple A51W nha. Cây này bị ám nhẹ, màn hình rin RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán là 350, mã số là 229 nha. Máy móc nó cũ qua 5 tháng, có hồng ngoại luôn nha. Màn hình thì riêng cây nó hơi chạy nhẹ nha. Máy móc ok luôn, hơi ám nè, xài bình thường. Chứ không ám là em bán 500 rồi. Ám em bán 350 nha, mã số là 229 nha. Xài được 2 sim luôn á. Rồi cây này là cây Moto C
Moto C của RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 400k thôi, xài được 2 sim luôn. Mã số là 231 nha. 231 ha, Moto C. Cây này thì full chức năng luôn nha. Đó, rin nguyên cây luôn. Em tải sẵn ứng dụng rồi. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi cũng ok luôn ha. Đó. Vô cài đặt nước cho con nè, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này cũng pin cũng tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Em sạc mà không quên tắt nguồn ha, để cho từng lễ. Rồi 400k nhưng mã số là 231 ha, 231 Moto C ha. Rồi cây 240 nè, lâu lắm em mới thấy được cây Keno C2 ha. Keno C2 này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm. Cây này rin nguyên cây full chức năng luôn. Em bán 500k ha, mã số là 240 nha. Máy móc là cùi cùi luôn, C9. Lâu lắm em mới thấy được cây này á, tại hiếm lắm. Hàng này hàng hiếm, No 3, No 3.1 thì ghê, No 2 thì dễ ha, còn No C9 này nó hiếm lắm. Nói em tải sẵn ứng dụng vô bà con luôn rồi. Tải sẵn ha, máy móc thì nữa khỏi nói, full cây luôn. Màn hình không lỗi gì hết, riêng luôn ha. Rồi 500k, mã số 240 nha, 500k xài được 2 sim luôn nha. Rồi cái 244 nè, cái Redmi Note 5A Prime nha. Tên nó vậy ha, Redmi Note 5A Prime RAM 23, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này đo được nhịp tim nè, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G ha. Đó, cây này em bán có 700k, mã số là 244, chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi VIP. Còn tất cả ứng dụng thì khỏi nói, lướt không thấy được, nó mạnh lắm. Nó thường là 8 nhân trở lên cũng không dưới được. Mỗi một nhân cũng hết 8 trở lên. Cây này em bán có 700, mã số là 244 nha, 244 nha.